Chào các bạn yêu kênh nhé. Chào tất cả các anh em trong diễn đàn Bonsai miền Trung. Sáng nay là tôi đang trực tiếp ở Sapa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với các bạn hiện tượng sương muối và cách phòng chống sương muối cho các cái cây cảnh bonsai có giá trị hoặc là không có giá trị. Cây rau cũng vậy, cũng cần phải chống sương muối. Chào một ngày đầu tuần nhé các bạn nhé. Tuy là đầu tuần thì các bạn rất, mọi người rất vất vả trong vấn đề là cuộc sống sinh nhai và chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán, cho nên ai cũng bận bịu với công việc. Nhưng mà có những cái người mà sáng ra mà chưa bận bịu thì chúng ta hãy cùng nhau, cùng tôi chia sẻ những bài này. Các bạn nhé, hiện tượng sương muối là xảy ra thường xuyên nhất là các cái vùng đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta, nói chung là miền Bắc, và xảy ra lớn nhất tại các cái vùng núi cao, ví dụ như Sapa. Ở dưới xuôi thì hiện tượng sương muối này xảy ra độ khoảng mùa đông nó xảy ra độ 3-4 lần, và trên miền núi chúng tôi là hiện tượng sương muối xảy ra hàng chục lần trong một năm, trong vào mùa hanh khô giá rét này. Như hôm nay là nhiệt độ của Sapa thì cũng không là xuống thấp. Khi ban đêm nhiệt độ xuống thấp ấy, thì nó tạo ra cái hệ sương muối, nó phủ lên các cái cành cây, và ban ngày độ 9-10 giờ thì trời nó trong, mặt trời lên và nó đốt cái sương muối, nhiệt độ nó lên cao, nó đốt ánh sáng mặt trời, nó đốt cái sương muối đấy, nó gây ra cái hiện tượng là cây chết lâm sàng, cây bị cháy khô, cháy về lạnh, sau đó là cháy về nhiệt độ, cho nên là cái sương muối này nó rất là hại cho cây trồng. Ví dụ như các cái cây cảnh bonsai của chúng tôi, thế bây giờ mình làm thế nào để cho cái hệ sương muối này nó không ăn được vào cây mà nó không có tác hại với cây trồng của chúng ta, thì chúng ta lên truyền đạt với nhau, trao đổi với nhau. Cái kỹ thuật này rất đơn giản, là tất cả các cái cây cảnh bonsai hoặc là các cái chỗ các chúng ta trồng rau cũng vậy thôi. Chúng ta lên trồng trong các nhà ni lông vào cái mùa đông, hoặc cái cây cảnh bonsai có giá trị chúng ta nên đầu tư như này, rất đơn giản. Các bạn lấy cái giấy bảo quản thức ăn ấy, các bạn lấy cái giấy bảo quản thức ăn thực phẩm ấy, các bạn chăng cho tôi kín mít từ trên xuống dưới. Đây, các bạn chăng cho tôi kín mít từ trên xuống dưới, cây không thở được nữa trong một cái túi bóng ni lông. Sau khi ban đêm độ ẩm nó xuống, trời rất lạnh, có thể 1-2 độ đây các bạn nhá. Trời nó xuống, các cái xương nó tạo thành các cái nước này, các nước đọng này. Đấy, các cái nước đọng này nhá. Đây là các cái xương chứ không phải nước. Đấy, các cái xương này nó tạo thành các cái nước đọng trên các cái cành cây, thì nó không bám được vào cành cây nữa, nó bám vào các túi ni lông. Đây, ngọn cây bên trong vẫn sống, nó bám vào các cái túi ni lông, và cái xương muối này nó rất là lạnh, nó độc, nó bám vào bên ngoài thôi, nó bám vào túi ni lông, nó không vào những cái cành cây của các bạn nữa, không vào các cái mầm cây non nữa. Thì ban đêm độ ẩm nó xuống, nhiệt độ nó xuống thấp, thì ban ngày tí nữa độ khoảng 9-10 giờ là ánh sáng mặt trời nó lên. Khi ánh sáng mặt trời nó lên, nó nắng chói chang, nó xuyên vào các cái búp non, nó xuyên vào các cái cành bị xương, các cái lá cây bị xương, và nó sẽ đốt cháy. Nó đang từ lạnh, nó từ lạnh bên trong các cái đường truyền của các cái mầm cây, các cái mao mạch xung quanh vỏ thân cây, và khi bị ánh sáng mặt trời chói chang 9-10 giờ nó lên, nó sẽ đốt cháy ngay, nó đốt cháy ngay lập tức. Thì các cái cây như vậy là sẽ dẫn đến hiện tượng chết khô ngay. Có những lá cây tí nữa chúng tôi cho các bạn xem, có những cái lá cây thuộc dạng thân thảo thì có thể sáng ra các bạn nhìn thấy nó vẫn còn tươi tốt, 10 giờ 11 giờ nó héo khô héo quắt và nó chảy thành nước luôn, tại vì nó bị đốt chết tất cả các đường truyền, nó bị sốc nhiệt độ, nó đốt các cái đường truyền, chính vì vậy cho nên cây nó bị chết khô. Ví dụ như cây đỗ quyên này chúng tôi rất giá trị rất lớn. Chúng tôi lấy giấy bảo quản thức ăn, chúng tôi bịt nó lại đây nhé. Các bạn nhìn xem các cái lớp xương này, đấy, ban đêm lớp xương này rất nguy hiểm. Lớp xương này, chính là lớp xương này nếu mà mình không bao trùm thì nó sẽ dính vào cây. Đây các bạn nhìn kỹ nhé, các cái lớp xương này nó sẽ dính vào cây, dính vào các cái mầm non của cây, và tí nữa nhiệt độ ánh sáng nó lên thì lớp xương này chính là nó sẽ nằm tê tái, nó sẽ nằm chết. Nó làm chết cái nguồn dẫn của cây, các cái mao mạch của cây, các cái đường truyền của cây, nó làm đóng băng lại, tức là chết lâm sàng. Khi đó đóng băng lại thì nhiệt độ bình thường thì nó có thể từ từ nó vẫn sống được, nhưng mà nhiệt độ
Các cái ngày sương muối là thường thường là độ ẩm ban đêm, giá lạnh ban đêm rất mạnh và ban ngày lại nắng chói chang. Tí nữa nhiệt độ nó lên, ánh sáng mặt trời nó lên, nó dùng những cái tia ánh sáng nó đốt cháy, tức là cây bị sốc nhiệt độ. Các cái đường truyền ở trong thân cây nó đang bị lạnh, nó co lại và nó bị ánh sáng nó đốt. Thì chúng ta dùng cái túi ni lông này các bạn nhé. Đấy, túi ni lông bảo quản thực phẩm này này. Thì chúng ta chẳng nó lại. Thì ban đêm thì cái sương muối này nó vào nó ở ngoài, nó không dính vào các cái mầm cây. Các bạn thấy chưa, các mầm cây bên trong vẫn ok. Đấy. Còn tí nữa nhiệt độ lên nó đốt những cái sương muối này đi, thì nó đốt ở bên ngoài. Và trong khi đó là khi chúng ta như vậy, các bạn đợi một tí nha. Khi chúng ta như vậy thì các cái mầm cây, các cái lá cây, toàn bộ những cái cây, cái cành cây nó không bị chạm vào sương muối, vì có túi ni lông bảo quản ở bên ngoài. Và sau khi ban ngày thì nó đốt. Đây này, đây là một hiện tượng chúng ta cần phải xem nhé. Đây, chúng ta quay. Đây, tất cả cây của chúng tôi toàn bấm ni lông. Ví dụ như cái cây này. Đây, như cái cây này. Đây, cái mầm nó ở bên trong. Các bạn đang xem là cái mầm nó ở bên trong. Nếu mà không bảo quản ni lông này thì ban đêm nó bị sương muối nó vào. Sương muối nó vào và nó lạnh, nó cóng lại. Nó cóng lại thì các cái đường truyền dẫn cây nó bị đóng băng lại. Nó đóng băng bên trong, nó lạnh quá. Các đường truyền về nước ở trong cây ấy, các cái mao mạch ở xung quanh cây ấy, xung quanh cái lá cây ấy, và xung quanh cái vỏ cây. Thì bây giờ tôi gói nó vào trong này, nó mờ mờ bên trong này, nó vẫn ấm áp. Gió tạt vào thì cây nó vẫn ấm. Và nó quan trọng nhất là tất cả cái ngọn cây và lá cây nó không dính sương muối. Sương muối ở ngoài này các bạn nhé. Đây, sương muối mờ mờ ở ngoài hết này. Thì tí nữa nhiệt độ ánh sáng nó lên, mặt trời nó soi vào thì nó chỉ chảy cái xương này nó vứt đi, nó đốt cháy xương ở ngoài túi ni lông. Các cái mầm bên trong đấy, các cái mầm bên trong vẫn không bị sao hết. Các mầm bên trong vẫn gói trong đây, không bị sao hết. Hôm nay cũng là đầu tuần, cho nên mạnh dạn chia sẻ với các bạn những cái phương pháp chúng ta chống sương muối cho các cái cây cảnh bonsai của chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn hãy theo dõi thường xuyên, tôi sẽ có những cái chuyên môn gì mà có thể trao đổi được với anh em thì chúng ta cùng nhau trao đổi. Chúc một buổi sáng an lành, chúc các bạn một công việc mới, chúc cho các cái nhà vườn cây cảnh có một cái kinh nghiệm đơn giản để cùng nhau chia sẻ, để chúng ta chống chọi được các cái sương muối của các vùng cao giá rét và các cái mùa đông giá rét, cứu những cái cây mà chúng ta bỏ ra sức lao động và nó không bị sương muối nó phá, không bị sương muối nó đốt. Xin chân thành cảm ơn. Mọi cái chia sẻ các bạn có thể ủng hộ và chia sẻ với các vùng miền để giúp cho những cái kỹ thuật cơ bản của chúng ta không lặp lại nữa và sẽ không hại cho cây trồng. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn hãy ủng hộ cho kênh Hàng Độc .vn, ủng hộ cho kênh Bonsai VIP trao đổi cây hàng độc. Xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi xin dừng lại tại đây. Chúc các bạn một buổi sáng, chúc đầu tuần nhà các nhà vườn, mọi người có một cái nhiệt tình, một cái năng lượng làm ăn tốt trong tuần cuối năm